Hello, Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hàng Nhật Bãi nha. Hôm nay Tuyền lên được 75 số. Đây ha, là tất cả các số trên màn hình. Đó, mũi khoan ha. Kéo nè. Vít, dao ha, nay có mấy cái dao. Đó, rồi hàng mới về ha, hàng mới về của em là đèn pin nè. Đèn pin với cái gì ly nè, rồi ép tỏi nè. Ép tỏi là công nhận, ép tỏi là em đi khủng em đi kinh khủng luôn á. Ép tỏi cái này mấy ông thích quá trời, mấy người mấy ông nhận hàng xong rồi lại đặt thêm là cái ép tỏi của Đức nè. Cái này để mà mình ép nó nhanh thì mình lột vỏ lòng lằng một đống gì đó, mình ép một lần thêm xong mình rửa luôn ha. Ép tỏi nè, tỏi mấy trăm cái luôn đi. Rồi đèn pin ha, đèn pin mới về. Cái này loại mới nha mấy anh chú. Cái loại này không phải là nó mới, nó cũng y chang vậy nhưng mà nó nè cũng made in China xuất Nhật ha. Đây rồi cái này mình có thể tra trên Google để đọc là đọc lên gì ta, ngày hôm qua hồi nãy em tra lại gì ta, cái gì tiết kiệm năng lượng chống cháy nổ, chống hâm nước đó. Cái mẫu này mẫu khác là do hôm trước nó có cọng dây, còn này thì nó có cái đầu ghim này nó dắt ha. Cái này mình để mình dắt túi á, túi đó nó có đây nè. Cái đây là nó gọi xa được như ta 1000 là một cây số dùm á, nó có chế độ dùm nè. Khi bắt lên gì chứ gì ha, mình cái đèn led ha, đèn led siêu sáng luôn. Mình bấm vậy thì nó đó, còn xong mình cháy bên hông. Cháy bên hông là cháy sáng rực rỡ luôn á. Đó, cái này mình để dắt túi ha. Để em đi coi sạc thì sạc USB cũng y chang vậy, có hợp mẫu mã kích thước cũng y chang nhau luôn. Đó, rồi có một cái đèn pin 50.000 một cái ha. Ủa quên nãy ép tỏi mà quên báo giá ha. Ép tỏi là nó 95.000 cái em anh chú. Ép tỏi ha. 95.000 cái. Rồi ly nè. Ly em về bữa chủ nhật mà em giao hết rồi, còn có mấy cái thôi. Giờ ly 70.000 một cái ha, ly giữ nhiệt, ly dạo này cũng ít rồi. Nồi chảo búa rìu thì cái mặt hàng này nó có ha, mặt hàng này có ở shop. Rồi cán búa thì cán búa đã hết rồi. Đây còn chảo con thỏ nè. Chảo này để mình chiên trứng nè, cán trứng nè. Này chắc chiên được 3 cái trứng chiên ra có mặt hình con thỏ. Cái chảo này 50.000 một cái. 50.000. Rồi còn cái chảo dày á, chảo mà trước giờ em bán đó thì chảo inox nè. Chảo inox đút nguyên khối ha. Đó. Chảo rất là đẹp luôn. Chảo loại 1 nha. Đó. Làm men lớp chống dính bằng tổ ong á. Thiết kế dạo này nó chảo nó ra là thiết kế như vậy ha. Đây nè, tay cầm nó thiết kế theo kiểu cách nhiệt ha, cho nên là cầm không nóng. Chảo thì 32 cm, dài cao nó 7 phân, nặng 1 kg. Cái chảo là 200.000 một cái. Rồi nồi ha. Đó, nồi với chảo em bán hàng toàn là hàng xịn không ha. Hàng nó rất là hàng siêu dày luôn á. Giống như cái nồi này nó có size nó 21 cm nè. 21.5 cm mà nó nặng tới là 5.5 gram á, tức là nó nặng hơn nửa kg luôn á. Cái nồi này nè. Cái nồi này ăn lẩu 4 người ăn. Cái lẩu 4 người á. Rất là nhỏ gọn mà thấy cưng lắm, mà rất là dày. Nồi dày á, nấu á, tại vì Tuyền xài rồi, nấu nó không có bị đen bên trong luôn á. Đó. Rồi đèn ha. Đây là đèn đội á. Cái hộp này mở rồi nè. Đèn đội đầu á. Đây nè, đèn đội đầu ha. Đèn đội đầu này nó có cọng dây. Nó cũng có dây sạc như vậy luôn nè. Nó hợp nè ha. Cái đèn này là hàng China xuất Nhật nha. Made in China hết, sản xuất tại China. Đèn này đèn đội mini nè. Cũng siêu sáng luôn á, đèn led. Đó, bấm cái nữa, bấm cái tắt nè. Ủa bấm cái năm bóng. Chớp rồi tắt.
60 ngàn một cái. Rồi búa cao su. Đây hôm qua, hôm clip trước em lên búa cao su là mấy ông khoái quá trời luôn, khoái khoái là cán búa em tra vô búa cao su nè. Rất là đẹp đúng không? Quá trời đẹp luôn, nhìn thấy cưng gì đâu á. Nè. Búa này phi phi 60. Cao là 110 á. Đó, phi cái búa cao su này á được làm từ tiện gia công nè. Nó búa cao su này bao mấy anh mấy chú xài luôn á. Hàng nó cầm nó rất là đầm luôn. Đầm tay ha, mà cái độ tưng á. Cái độ tưng nó ghê gớm lắm. Đó, cái này là mình để mình sử dụng, mình đóng những cái cần mà mình không cần không sợ phải bị móp đồ á. Cái này cái búa nhỏ này ha. Cái búa nhỏ này là 100.000. Còn cái búa lớn nè. Búa lớn này là phi 80 ha, dài là 120. Đó, hàng này hàng tiện gia công ha. Cái cao su này là bao xài luôn á. Bao xài tới già luôn. Này mình tiện tra cái cán hút kỳ dài nè, cán dài cán 36 nè. Cái cán cho này nó bị lỗi nè. Cán dài 36 ha, nhìn nó vừa tầm với cái cây cái búa. Rồi cái búa lớn ha, búa cao su lớn thì nó 150. Đó, rồi bắt đầu ha. Tiền vô clip số 1 lại. Rồi cái hình thức thanh toán á, nếu mà ship COD nhận hàng thanh toán á thì cô chú anh chị mình thanh toán thêm tiền ship ha. Còn đơn mà 300 trở lên á chuyển khoản thì tiền sẽ bao ship. Rồi anh chú chốt hàng á, mình tiền không chốt trên comment nha mấy anh chú, thường chốt nhắn số trên comment á, trên kênh lúc đó tiền nghe điện thoại á tiền không có xem mà trả lời được, cho nên là mấy anh chú muốn chốt số nào á thì gọi điện thoại hoặc là nhắn tin nha. Rồi bắt đầu số 1. Cái cân, đem cái cân lên, mấy ổng mới đòi mua cái cân nữa. Căn huyền thoại đó mà mỏng cứ đồ mua. Số 1 đây, hôm nay tiền soạn được ba cái đầu hơi xoay 360 độ nè. Bữa nay cái đầu này cũng khá đẹp. Thấy ha. Mấy cái dao băng hết. Có dưới đây thì nó chốc nước xi thôi. Xoay 360 độ. Cái chui như này hàng nội địa hết. Cái này dưới đây nó có rỉ. Xoay như này đẹp nè. Cái clip trước lên 3 cái á. Clip này 3 cái mấy ông hổ quá trời luôn. Hôm nay soạn được 3 cái thì tiền lên video ha. Chứ giờ cũng không nhớ ai mà gọi lại nữa. Cho nên là mấy anh chú mình xem được á. Cái này bóp xuống vậy là nó văng ra này. Đó, rồi số 1 ha. 260.000. Có cái nó đẹp hơn. Rồi số 2 nè, số 2 số 2 là mấy cái khoét nè, mấy mũi khoét nè. Cái này khoét 40 ha. Đó, mấy cái mũi này đẹp không à? Mũi. Đó, cái này hợp kim còn nữa nè. Cái này 31 nè. Còn hợp kim luôn ha. Cái này 227. Cái này nhỏ nhất của nó là 15 mũi, còn đẹp hơn. Cái này 27 nè. Cái này 21. Đó rồi, số 2 ha. Số 2 là 220. Ủa? Số 2 200.000. Số 3. Đây. Mấy anh chú nào
Bữa nay xem mũi khoan và Tago chốt ha. Mũi khoan Tago. Mũi khoan Minh Tuyền á, mũi khoan với Tago đẹp. Đẹp lắm luôn á. Đây nè. Cái mũi này không biết nó mũi mấy nữa mà nó mũi 14 là mũi 14 dài nè ha, đen xì lì luôn. Cái này là 3/8, cái lớn nhất của nó 3/8, là từ số bự đến số nhỏ. Cái này 5/8. Rồi. Nè, anh vô xem ha. Cái mũi Tago còn rất là đẹp và bén luôn. Rồi cây này thì nó bị dạt nè. Nhưng mà lưỡi mũi đó nè. Đó, thì Tuyền cũng lựa, Tuyền bóc lựa từ nhỏ tới lớn á. Đó, nó sẽ đều 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 giống vậy nè. Nó lớn nhỏ nó đều như nhau ha. Nó lớn nhỏ nó từ nhỏ tới lớn vậy đó. Chúng anh chú mà chốt một bộ nó có nhiều số mà xài. Rồi số 3 ha. Số 3 200.000. Số 4 của mũi Taro nè. Cái này mũi lớn nhất của nó là mũi 10 không thấy số rồi. Cái này 14 nè, à này chắc 16, nó lớn hơn. Rồi cái mũi dài này. Nó cũng sẽ lớn nhỏ xuống như vậy. Đó. Anh chú thấy mũi rất là đẹp không? Rồi số 4 200.000. Số 5 ở đây thì chọn được hai bộ mũi mở khoan ha. Cái này 10 13 nè. Mở khoan á, mấy cây này nó có, còn mấy cây 10 13 nó hiếm, cây 10 13 cây bự này nó không có. Đó, lúc nào tiền cũng chọn là lớn nhỏ nó. Nó một bộ nó sẽ lớn nhỏ đó. Nó không có trùng số. Rồi số 5 ha, 100.000. Số 6. Cái này cây 10 13 nè. Cái này 10 12 nè. Đó, 6 5 10. Có cái có số đây rõ. Rồi số 6 ha là 100.000. Số 7. Năm phần 8 nè. Ờ, à, nên anh chú cận cảnh cho mình chú thấy cái mũi khoan nè. Ô cái mũi Tago. 14 nè. 12. Cái này 13 luôn. Trời ơi, 13 luôn nè. Cái này 10 nè. Đó, rồi từ lớn tới nhỏ luôn, có số nhỏ luôn ha. Đó, nó sẽ đều như vậy. Rồi, số 7 200.000. Số 8 mũi khoan gia đình nha, mũi khoan gia đình, nhưng mà mũi khoan gia đình hôm nay là mũi lớn nhiều. Mũi lớn nhiều ha. Cây này là mũi cây cây 10 nè. Cây này là cây mũi khoan bê tông. Mũi khoan gia đình bữa nay là có số lớn nhiều á mấy anh chú nè. Không. Cái này nó dạng là dạng mũi lùn nha, nhưng mũi rất là đẹp nè. Ha mấy anh chú thấy không? Nó rất là đẹp. Cái mũi này chắc là bành ghi luôn á. Cái mũi này là mũi 18. Có mũi nhỏ luôn ha. Thôi ý là nó có mũi lớn mạnh kia nhưng mà nó cũng có mũi nhỏ luôn, nó cũng có đều luôn á. Đó. Đó rồi số 8 ha, số 8 là 200.000. Cần khoét khoan lỗ bự gì đó mình có luôn. Rồi số 9. Số 9 nè. Cái
cây này cây 14 nè. Cây 14 nó dài. Rồi nè. Cái cây này, cái này số không thấy nữa. Mà rất là to luôn nè, rất là bén luôn ha. Nó dạng cục quá. Rồi cái mũi này mũi 20 luôn nè. Mũi này mũi 17. 17.5. Đó, nó thấy không? Mũi ngắn á, dạng mũi ngắn á. Cái này 14 nè. Mũi chi thép HXS nè. Cái này nó bị cắt. Mấy cái mũi này là mũi chưa xài nè, bị phá nè. Đó. Mũi lớn nhiều nó sẽ ít cái mũi nhỏ 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 này, nhưng mà nó vẫn có đủ đủ xay á, cái gọi là đủ xay. Rồi số 9 200.000. Số 10. Đây, số 10 ha, cái mũi này cũng chà bá bự luôn nè, mũi này mũi 20 luôn nè. À mũi này là mũi khoan ngắn à, mũi lớn á, mũi lớn ngắn gì nhiều ha. Gia đình cần. Rồi cái mũi này là mũi 17 nè. Đó. 16 nè. Mũi mũi nó ngắn mà thép, mũi nó rất là bén và đẹp luôn. Cái này là mũi khoan bê tông nè. Trời ơi. Nó tới 3 mũi khoan bê tông trong đây luôn. Lớn nhỏ. Ai mua này lời luôn. Rồi, số 10 200.000. 11. Đây. 11 thì lớn nhất của nó là nó bị cắt cái đầu đây. Bữa nay tìm cũng diêm họng. Cái này 13.5. Bữa nay em muốn diêm họng mà nói chuyện không muốn nổi rồi đó. Đó. Nếu mà mũi nhỏ thì nó có rất nhiều mũi nhỏ hơn ha. Rồi số 11 là 200.000. Rồi 12 ha, 12 mấy mũi này là mũi con nè. Mũi đầu con ha. Mũi đầu con này cái này 5.5 nè, mấy mũi con nè, mũi rất là đẹp luôn á, mũi khoan Nachi hết ha. 5.5 nè. 7.7. 8.3. Mũi này mũi 9.5 nè. Cái này mũi này là mũi 11. Đó. Mấy mũi rất là đẹp luôn. Nên chú thấy không? Đen thùi lùi luôn á. Rồi số 12 là 180.000. Số 13 nè. Thì mấy anh chú á, xem mà cái mũi nào mà mình xài vậy á, thì mà mấy mũi con này thường mấy anh làm xưởng. Mấy anh cơ khí làm nhiều. Cái này 6.7 ha. Cái này 8.7 nè. Cái này 11.6. Cái này 13.6. Rồi cái mũi này tiền không biết. Nó làm kiểu khác. Rồi số 13 là 180.000 luôn. 14. 14 ha, cái mũi này Nachi 6.7. Cái này không phải ai gãy gì hết mà nó là mũi ngắn nha mấy chú. Rồi, cái này xà 9.5 nè. Cái này mũi 10. Cái này 8.5. Cái này mũi 13.2. Đó. Mũi nào cũng đẹp hết luôn. Rồi, số 14 là 180.000. Rồi mũi 15. Đây ha, mũi khoan hôm nay mấy mũi rất là đẹp. Đây một mũi dài ha. Cái mũi này là 23 năm. Nè. Đó mấy anh chú thấy không? Mấy mũi khoan nhìn cái thép nó uy tín dễ sợ. Mũi rất là đẹp. Nè, 16.5 ha. Đó, 16.5. Đó, mấy mũi này rất là đẹp. Rồi mấy anh chú xem thì nhớ cái số nha, nhớ cái số chốt gọi là cái số này nha.
đừng có nói về cái mũi khoan, nói cái số này là chốt đơn nha. Rồi số 15, 120.000. Thì mũi khoan á, nó sẽ chênh lệch theo tỷ đẹp đẹp xấu nha anh chú. Giá nó sẽ sale đẹp xấu rồi. Cái này nó dài 23.5 luôn. Cái mũi này là mũi 16.3 nè. Ủa? À 14.5 nhân 16.3 là sao ta? Không hiểu. Đây, mũi khoan rất là đẹp nha. Rồi, cái số 16 120.000, 16 120.000. 17 là 15.5, 15.5 ha. Đó. Thì bán riêng lẻ mũi thì mấy anh cần thiếu mũi nào á thì mình xài ha. Nó quá trời đẹp luôn. Rồi 17 120.000. 18 là 14.4 ha. 14.4. Đây. Thép đen ha mà không tì vết, rất là đẹp. Rồi số 18 ha. 18 là 100.000. 19 là 17.5 ha. 17.5. Xíu chỗ này. Đó. Rồi số 19 nha. Cái đầu này nó sẽ có cái là nó sẽ không đẹp. Đó, nó bị này nè. Còn giống như mấy mũi kia thì nó đẹp toàn diện thì nó giá nó cao hơn. Rồi số 19 100.000. Số 20. Số 20 nè. Số 20 là mũi khoan này 22 ha, mũi 22. Đó, mũi 22 nè, mũi này đẹp ha. Mũi này nó kiểu như này. Kiểu nó vậy nè. Rồi số 20 là 150.000. Số 20 150.000. Số 21 là 1 cặp. 1 cặp mũi này là mũi 16.2 Nike ha. Cái mũi này 14.5 nè. Mũi này cũng đẹp luôn ha. Rồi hai mũi này 160.000. Mũi này nó ngắn. 21 160.000. 22 ha, 22 mũi này mũi 25.5. Đó, nó chạy được chỗ này chút xíu. Ô sực kê đẹp luôn mà. Không có xấu. Rồi số 22 160.000. 23 mũi này là mũi 25.5 luôn ha. 25.5 hết hết. Cái mũi này là mũi chưa xài. Mũi này mũi chưa xài mấy anh chú nhé. Cái này là khoan ngon lành. Rồi số 23 220.000. 24 mũi này là mũi 28.5 nè. Hết 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 luôn ha. 20 bọc nhật hết. Đây. Cái này nó cái này 26, dài 26 nha. Đây cái mũi thì nó đẹp hết nhưng mà đây nó bị mẻ ha. Cái này nó bị quăng, bị mẻ, nó bị lộn nè mẹ. Mẻ hai cái góc này. Đó. Nhưng mà anh chú mũi khoan này chứ mài lại chỗ này. Đó, nhưng mà mũi tên từ trên xuống dưới ra, chỗ nào cũng đẹp luôn nè. Có chỗ này là nó bị mẻ thôi. Rồi số 24 là 250.000. 25 140.000 là mũi 16.5 ha. 16.5. Đó, mấy mũi này là mũi chưa xài, cái này nó dính bụi thôi. Không có vệ sinh ra, tại vì vệ sinh ra sẽ nó mất cái độ bén đi. Rồi số 25 là 140.000. 26 nè, 26. 26 là mũi này 17.8 ha. 17.8. Đây. Đó, mấy cái mũi này. Rồi số 26 150.000. Số 27. 27 là mũi 15.7. 15.7 ha. Rồi mũi 27 100.000. 28. 28 bữa nay tiền soạn được bộ vòng nha. Mấy anh chú nào xem kênh chốt lại.
Cái này 12, 13 nè. Cái này 11. 11, 12, cái này của Super, cái này của Tri. Cái này 12, 14 ha, cái này của Ton ha, cái này nó chóc nước si nha anh chú. Chóc nước si ha, nhưng mà răng nó còn. Răng nó còn ok. Nó chóc nước si đây. Rồi cái này 14, 17 ha, 14, 17 cái này của KTC. KTC nè. Đó. Anh chú thấy răng không? Ok ha. Răng ngon lành. Chỉ có cái là nó cũ, nó chóc nước si á. Rồi cái này 19, 17 nè. 19, 17 cái này 19, 17 cái này còn đẹp. Đó. Rồi cái này 19. 19, 22. Hàng của Super nhìn nó dày ghê. Cái này 19, 21. Găng nào cũng còn ok hết. Cái này 19, 24 luôn. Trời ơi. Rồi cái này 21, 26. Cái này đẹp ghê không. Đó. Rồi cái số 28. 28, 300 nghìn. 29. 29 là bộ kéo hớt tóc ha. Đây, hớt tóc. Kéo này là chưa qua sử dụng mấy anh chú nha. Cái hàng này là hàng của hãng của Kai ha. Đây, cây kéo này nó nhỏ thôi. Cái này nó dài 15 mà. Cây này cũng vậy, hai cây giống nhau. Nó sẽ gắn nhau trong một cái hộp như vậy. Rồi. Cột lại, ủa kéo lại. Rồi, số 29 là 140 nghìn. Số 30 bữa nay từng lên được 3 bộ đục ha. Mà 3 bộ đục bữa nay thì nó không có đẹp. Nó chỉ được thôi. Cái này 20, cái này 19. Cái này 30 nè. Cái này 3 phân ha. Đục 3 phân ha. Thép 2 lớp nè. Tiền đỡ vệ sinh sạch sẽ. Dùm anh chú về cái mài lại. Cái này có rỉ nha. Nó nằm mưa nhiều rỉ. Rồi cái cán của nó bị nứt luôn. Bị nứt luôn chỗ này ha. Giờ mấy anh chú làm lại cái cán. Nứt rồi. Nứt chạy đây. Rồi cái này là 15. Cái này là 6 ly. Đó, thép 2 lớp hết. Mấy cây nục nhỏ nhỏ xinh xinh. Rất là đẹp. Còn có cây lớn này nó bị. Cây này 9 ly ha. Hai cây này 9 ly. Nhưng mà một cây miệng lật lên, miệng lật xuống giống như là nó bị giống như cây sủi vậy. Kiểu nó khác á. Rồi, số 30 là 180 nghìn. 5 cây ha, 30, 180 nghìn. 31. Bà này còn lùng dữ nữa nè. Bà này là lùng nhất nè. Bà này là có 13 à, bà ố có 14 à. Cái này 17 năm. 18. 17 đó. Rồi cái này 15. Cái này đục 2/4 ha, 2/4 thép 2 lớp nè. Đó nhìn cái thép đục. Đục giá nó cao lắm luôn á. Cái này 23 nè, 23 này giống như cây móng á. Đó kiểu gì. Rồi cái này 15 ly ha. Cái này 15 ly. Cái này 9 ly, 6 ly, 3 ly. Đó. Nói chung là nó xấu, nó lùng gì á. Nhưng mà tiền cũng bắt nó gọi là đủ số cho mấy anh chú á. 9 nè, 6, 3 nè ha. Đó, dễ sử dụng ha. Số 31. 180 nghìn luôn. Bữa nay không có đẹp. Nên giá nó rẻ hơn là lô trước. Rồi 32 ha. 32 cây này là mấy cây dài này là 22. Còn cây này thì nó 20. Cây lùng nhất là nó 18. Cây này bằng 4/2 nè. 4/2 ha. Rồi ba cây này. Ba cây này nè. Cây 20. 20 là 20 nè. 2 phân nè. Cây này 1/8. Cây này 1/5. Thép nè. Không, vệ sinh ra thép lắm. Nó có nó rỉ á. Rồi cán đây là nó mắc hai cái khâu. Nó bị rớt hai cái khâu ra.
Cái cán này thì nó vừa bị gất cái khâu vừa vừa bị mục luôn. Đó, 20, 18, 15. Rồi, cây này 9 ly, 6 ly. Hai cây chín nè. À. Chín thì rất là đẹp. Cây này kiểu sủi nè. Cây 6 ly. Nó chỉ hai cây này là cây này là nó mất cái khâu. Ủa nó cái cán nó bị hư á. Rồi số 2 4 6 7 cây. Số 32 250.000. 33. 33 là một cây kéo tỉa. Kéo tỉa da băng ha. Kéo tỉa này kéo tỉa dài nè mũi đúng không? Kéo nó bén nha anh chú. Cái này dài 21 luôn ha. Lưỡi không mẻ nè. Bén. Đây. Kéo cắt cành. Này nó rỉ thôi, lưỡi nó bén lắm. Nó rỉ đây. Mấy cây này kéo này là hàng kéo cũ nhưng mà còn bén ok hết á. Rồi, số 33 120.000. 34. 34 kéo này xay 18 nè. Kéo tỉa cho hơn 18. Kéo này nó có cái móc đây, có cái gài nhựa ở đây. Kéo này nó dán tem. Mất cái tem rồi. À, lưỡi không mẻ ha. Mặt này nó có rỉ thôi. Nó sần đây. Kéo bén á. Kéo tỉa này cũng vậy nữa nè. Kéo tỉa này nó xấu xấu chứ nó bén mà cố. Nó bị chấm oxy á. Không nghe cái độ kéo của nó là biết nó bén rồi. Rồi số 34 ha. 34 120.000. 35. 35 một cây kéo tỉa. Đây kéo tỉa lưỡi còn đẹp ha. Chỗ lò xo này. Cây này mấy anh chú về chế cái cọng dây ha. Chế cọng dây. Rồi cây kéo này cũng còn bén mà cố luôn nè. Nó nhìn cái thép của nó bén ha. Nó chốc oxy thôi. Cái này nó bị hư rồi. Anh chú chế cọng dây máng vô đi. Cái này nó bị lờn ở đó. Giống như mắc miếng nhựa ở trong à. Đó. Rồi số 35 ha, 120.000. Cây nào cũng bén hết trơn á. 36. 36 trời ơi cây này xì xòe luôn. Cây này cái lưỡi đẹp còn đẹp mà cố luôn nè. Cây này nó 20 ha. Xay 20. 20 xanh. Nó bị cái gô rỉa. Nó bị cá rỉa rồi. Nó cái này nó nằm á, nó nằm đứng vậy nè mấy anh chú, nó nằm đứng cái nó bị mưa á, là nó động á. Động mưa đây là nó sẽ bị mục. Nó ở chỗ này mắc lõm. Nhưng mà lưỡi kéo ok ha. Rồi son sâu nè. Lưỡi kéo ok luôn á. Về mấy anh chú á, chế cái ống ống nhôm hay là ống nhựa gì mình để mình bao vô đây cái mình cắt luôn. Làm lưỡi kéo đẹp tuyệt vời luôn. Rồi đây một cái kéo tỉa nè. Đó, kéo tỉa mũi nhọn này rất là bén luôn á. Cây này cũng là cây kéo tỉa. Ồ, cái độ nó còn rất là sắc nha. Nhưng mà do nó bị rỉ. Đó, rỉ đây nè. Đó, rồi. 36 130.000. 37, 37. Đây. Kéo này made in Japan ha, cái kéo cán nhựa. Cái này họ cắt cành hay là cắt ton ta? Kéo bé quá trời. Nãy giờ không có lấy kéo, không có lấy đồ test kéo. Cái mũi nó bén. Bén ghê luôn. Cái này không biết nó làm gì mà nó cắt ton hay cắt cành gì cũng được. 37 ha, 120.000. Rồi 38 kéo tỉa. Kéo tỉa như mấy clip trước nè. Dạ. Dạ rồi. Ở trên bàn. Chú Ba là chú lấy giùm con. Con đang bán hàng. Dạ. Đây cây kéo tỉa. Kéo này ở dưới đây nó có găng cưa nè, để mình cắt á, mình khi mình cầm vô cây á nó được có chạy.
Cây dài 20. Rồi cái kéo số 38 50.000. ba mươi chín kéo này là mấy cái kéo này là chưa sử dụng cho anh chú nha, kéo cái hàng mới, hàng mới, kéo này xài vẫn ok lắm anh chú. 22 nè, lưỡi đó nè, kéo này tiền cũng về hoài. Rồi số 39 70.000. Các bạn hàng sớm mà không biết mình đang bán hàng ổng la quá trời la. Rồi 40. Kéo bướm. Kéo bướm kéo cắt ton nè. Mấy kéo bướm này ngắn à. Kéo bướm này dài 16 năm anh chú. Đây ha. Lưỡi không mẻ. Kéo mấy kéo này bén á. Kéo này kéo cắt ton nè. Kéo này kéo thời thời cổ nè, đời đầu nè. Có rỉ à? Không, kéo thời cổ nhìn cổ quá, cái bao da nó còn cổ luôn. Chữ anh chìm ha. Nhưng mà rất là bén nha. Thép này bén lắm nha. Mấy anh chú mà về mài lại á, nếu mà cần bén nữa mấy anh chú mài nữa ha thì bén. Mài nữa nó bén hơn. À, kéo này ton, kéo này dài 25. Kéo này số 40 ha, 180.000 một cặp. Rồi số 44 một cặp kéo cắt kéo bướm nè. Kéo này chắc dài 16 thôi, 15 năm, 16, 16 năm. Một cây kéo lưỡi bầu ha, lưỡi không mẻ ha, nhưng mà đây có sần. Kéo này bé. Rồi kéo cây kéo mũi nhọn nè, mũi nó nhọn hơn. Rồi số 41 là 170.000. Số 42 nè thì kéo đó nó trên lệch với nhau là 10.000. Bữa nào nó đẹp long lanh đó thì nó mắc hơn 10.000 hoặc là nó rẻ hơn 10.000. Cái này 17 năm hết hai cây này. Mấy anh chú á, mua hàng mấy cái hàng này về là mình xài luôn, tiền vệ sinh sạch sẽ ha. Cái tiền lụa nó mấy cái cây mà nó ra bén. Cái mũi này người ta mài nó mòn, hơi mòn. Trời ơi bén lắm luôn á. Cái này bấm á, bấm cây chắc đã lắm. Cái này 42 là 170.000. Rồi 43 kéo cắt ton ha. Kéo này dài 27 luôn. Lưỡi nó có nặc, nó có sần sần ha mấy anh chú. Không mẻ ha. Kéo này thì mấy cái thép này nó bén. Đó. Cái kéo này kéo thời cổ nè. Số 43 ha, 150.000. 44. 44 một cái ga kéo cắt ton. Trợ lực ha, nó có chốc nước xi đây. Cây này cây được chế mà mấy ông bên kia ông chế chứ không phải em chế nha. Đây lưỡi cắt còn ok, ngoại hình này nó chấm nó xi thôi, lưỡi ok luôn á. Cây này chấm bén lắm đó, cây trợ lực mà cắt to, cây trợ lực kéo này bé cắt bả luôn á. Rồi số 44 140.000. Cái lò xo nó rất là mạnh. 44 140.000. Rồi 45. Rồi theo mấy anh chú nhìn thấy kéo này là biết chế không? Ồ mà ông chế cái kéo cắt ton cực kỳ. Chắc là khoan bên đây rồi lấy cọng kẽm quấn. Kéo ton đẹp ghê. Cái này dài 25 nè. Chế cái khóa luôn ha. Đó. Lưỡi nữa nè, không mẻ ha. Kéo con này siêu bé.
siêu bén luôn. Rồi mấy ông chế cái lò xo trợ lực cắt đã lắm. Rồi số 45 130.000. 46 một cây cong, một cây thẳng. Cái này dài 24. Cái này chắc cũng bằng nha. Cái này 26. Lưỡi không mẻ. Cái lưỡi này ở dưới đây nó có đây bên chú nè. Nó không mẻ nguyên cái lưỡi mà nó lại mẻ một cái lớp dưới á. Nó mẻ lớp dưới á. Nói chung mà tiền bán hàng này có sao tiền nói vậy à. Để mình chú nhận hàng về khỏi nè ha, vẫn bé ha. Nhưng mà có cái mũi chỗ này nó nè. Ha, cái mũi chỗ này nó ở dưới này nó mấy miếng. Cái kéo này bán siêu bén luôn. Rồi, số 46 120.000 cặp kéo cắt tôm. Ủa sao 46 nữa? Cái này 45 hả? Rồi số 5. Rồi 47. 47 hai cây này cây thẳng. Cây này dài 25. Cây này dài 22. 47. Cắt nhẹ thôi. Quá bén. Rồi số 47 là 120.000. 48. 48 kéo này kéo cắt tôn cũng thời cổ thôi nè anh chú. Thép cổ ngày xưa. Cái đời đầu thời thép ngày xưa. Thép đời cổ. Nè, cái mặt này nó có rỉ anh chú nha. Nó có rỉ nè. Kéo này mà nó không rỉ nó gọi là nó đẹp mà nó gọi là nó siêu bén luôn á. Nó rỉ mày mặt thôi chứ nó chưa có phải là rỉ tới tới lưỡi. Kéo cắt tôn cong. Cái này ngoài mặt nó cũng có rỉ nữa nè. Kéo này nó có rỉ mà anh chung. Kéo này men chú vừa mà mài. Cái này mà mài nữa thì thôi bén. Cái neo này thì về mà cắt luôn thì cũng được. Tại tìm thấy nó cũng bén. Tìm vệ sinh chỗ cái lưỡi nè. Thấy nó còn bén lắm. Số 48 ha, 120.000 luôn. Rồi số 49. 49 một cái kéo găng cưa. Đây, cái găng cưa không tì vết luôn á. Đẹp sáng loáng luôn. Chưa đụng tới cái nước gì hết chứ. Mấy cái kéo găng cưa thường là cắt vải mà để tiền thấy á, thấy mấy cái clip nó cắt vải á. Cắt lai á, cắt lai là không mai lại á. Nhìn rất đẹp á. Bén lắm á. Kéo này siêu đẹp nè. Không tì vết luôn. Số 49 100.000. Số 50 kéo cắt vải. Kéo cắt vải số 10. Cây này dài 26 cm. Kéo cắt vải này mới hổng giờ không có test, bữa nay test nha. Này ha. Cắt cây cho cái lai luôn. Chỗ dày luôn. Cắt cái mũi luôn nha mấy chú. Nó siêu bén luôn. Kéo này cắt tuyệt vời. Nó thiết kế mà cái kéo rất là nặng đầm. Để mình có lực mình bấm xuống. Rồi số 10 này là 130.000. Kéo số 10 nhưng mà này số là số 50. 50 130.000. 51. 51 là kéo xe đại nè. Xe này là xe 31 xăng nên chú nha. 31 xăng. Dài 31 xăng. Đó, số 12 ha. Kéo này cắt. Rất là dày luôn ha. Bấm một cái là bén. Rồi số 51 nè. 170.000. Rồi bữa nay tiền lên hai cây kìm cắt kẽm đây. Cây này
MCC ha, bánh đa băng cảm gia đình nè, miệng nè không mẻ ha. Đó. Rồi, kém. Cắt cái cọng em bự luôn nè. Quá trời bán. Đó. Một cây cắt xong sáng cái lưỡi lên liền. Không mẻ nha anh chú. Rồi số 52 là 120.000. 53 một cây cắt kẽm luôn mà cây này cán nhôm. Cây này cái phần này nè. Phần này là phần cán nhôm. Cán nhôm thì nó cầm nó sẽ nhẹ tay hơn. Nhẹ tay hơn ha. Nhìn nó nhẹ hơn cây kia. Lưỡi đó nè. Lưỡi đó đang rất là đẹp. Nó này mà dễ mang theo vỏ, này là hãng của nó. Cái này hiệu nó nè. Cán nhôm nó nhẹ lắm. Nhẹ te. Lưỡi nữa rất đẹp ha. Cái này mang theo vỏ á. Giá mới mạnh. Sao nó nứt ta? Không có mẻ mà nó không có văng ra. Lưỡi nó, cái lưỡi nó hơi hở hả ta? Nó không khít quá, nó khít quá nó mới văng cái cọng kia ra. Nè. Anh chú thấy không? Tiền cắt nó sáng cái lưỡi lên. Đó, nó sáng lưỡi nhưng không mẻ nha. Cái độ hở nó gì nè. Nó nhẹ te à. Cái này bằng nhôm mà. Cái này 53, 120.000. 54 một cây kìm điện, một cây kìm cắt điện luôn, kìm cắt luôn. Này cắt kẽm, cắt điện luôn nè. Cây này của Mary ha. Cây này mũi nó vậy, mũi nó cùng vậy. Mũi nó bị cùng nó rồi nhiễu chị đây. Cái kiểu nó vậy. Là mấy ổng làm vậy không biết nữa. Rồi, cái này 18 năm, dài 18 năm luôn á. Cái này nhiễu chị đây nha anh chú. Rồi cái mũi nó vậy. Lưỡi nó thấy nó cũng còn khít. Đâu rồi. Quá trời bén. Rồi một cây kìm điện. Cây này chắc xây 16 năm. Cái này lưỡi khít nè. Quá êm. Răng ok luôn. Cây này 16 năm luôn. Cây này 18 năm. Rồi 54 ha. 150.000 một cặp này. 55 55 là đá mài mấy anh chú nhé. Cây này là Katashiwa. Cây này 5.000, 8.000 nè. Đồ mịn 8.000. Với đây nó có một cái lớp đế đen vậy nè. Để cho mình làm mài dao nó đừng có chạy. Cái này nó ngang nó 6 phân nè. Nó dài là 18 ha. Dày là 3 phân. Rồi số 55 120.000. 56 là một cái đá liếc. Cái đá liếc ha. Này Katashiwa luôn nè. Liếc ba khe ha. Đó, nó có ba khe liếc dao nè. Cái này để trong nhà bếp mà mình dao mà đang sắc mình lục á thì mình liếc thôi. Rồi số 56 120.000. 57. 57 là bộ vít không đầu nha mấy anh chú. Bộ vít này mấy anh chú nào mà làm nghề á, có mấy hàng á, mình hàng cán á thì xài nó sẽ ok hơn. Tại vì mấy cái cán vít này á, cán vít chưa qua sử dụng ha. Nhìn cái thép của nó trời, nó hít nè, nó hít vô trong cái cây cân á, cứ ngắt luôn á. Đó, nhìn cái mũi vít đó nè. Siêu chất lượng luôn. Nên là làm nghề xưởng đồ á thì mình chốt cái bộ này nè, mình về mình hàng á xài nó ok hơn nhiều. Đây, nhìn cái thép của nó nè. Cái này BH chà bá luôn nè. Cái này là cây BH3 nè. Đó, mấy cán này cán chưa qua sử dụng hết. Ồ mấy cầu á. Rồi BH2. BH2 được bốn đầu ha. Có vít hai đầu. Có cây nó chấp nước xi. Nói chung hàng nó xuống thùng là nó xấu rồi. Xuống cạn thùng là xấu.
Rồi 2BH1 nè. Rồi mấy cái đầu này là tiền kèm theo cho mấy anh chú hàng ha. Mấy cái đầu này chấm hàng chữ T á. Tại mấy rất nhiều thợ mua cái này hàng á, xài nó bền. Số 57 ha, 120.000. 58, 58 đầu vít điều quát nè mấy anh chú nha. Đầu vít điều quát. Đó. Lớn nhỏ nó cũng lộn xộn, mũi vít rất là đẹp. Đầu băng vít. Lớn nhỏ có đủ hết em anh chú. Nè. Nó nhỏ xíu luôn ha. To nè, dài ngắn. Có cây hai đầu. Hai đầu chích. Đó, rồi số 58 200.000 cái mâm này. 59, 59 thì ai mà xài gia đình xài ít thì mình chốt bộ này ha. Bộ 59 này. Nó 100.000. 60. Đây 60 thì combo vít lộn xộn một cái thước lá nè. Một cây cắt kiến nè. Rồi mấy cái vít nhỏ. Mấy cái đầu cán vít gắn vô đây. Đầu vít rồi. Mấy cái cán này đó là cán chưa xài luôn á. Đó, mấy cái vít nhỏ nè, vít gia đình ha. Vít nào cũng còn đẹp hết á. Vít đồng hồ nè. Ok hết. Rồi số 60. 130.000. 61. 61 là cũng là bộ vít lò nhỏ lộn xộn luôn. Cái này hút kẹp, hút kẹp 5 xăng. Đó. Cái này đeo vô túi nè. Ủa đeo vô túi gì nó dài dữ vậy? Chắc đụng tới đất luôn. Để biết dễ vậy đi, không đeo đâu đeo. Đó, cây này đó, cán vít vô đây. Rồi mấy cái đầu vít. Mấy cái đầu vít này gắn cho mấy cái đầu này để cho nó dài ra nè ha. Mấy cái đầu vít đẹp không luôn á. Vít xeo nè. Đúng không? Mũi nhỏ rất là đẹp. Mấy con mũi vậy cũng vậy. Còn đẹp lắm luôn á. Rồi 61 130.000. 62. Đây 62 bữa nay đó, cái mâm vít này mới hấp dẫn nè. Cái này cán này cán của vít xeo. Nhưng mà cái đầu vít này là đầu vít hàng của chưa xài nha mấy anh chú. Vít xe, hàng vít xeo gì đó chưa xài nè. Cái này B2, cái này không cán là không phải cán của nó. Tại vì nó B2 nó gắn dừa thì tại vì cán của nó là cây này là cây thử điện. Nhưng mà cái này không phải của mình, nó sẽ không vô khớp của nó để mà thử điện được nha. Nào tiền nói rõ trên video rồi. Thì mấy anh nói về mà không thử điện được là chết luôn á. Đó. Ha. BH2 nè. Đây là BH2. Rồi BH1. Đây. Cán của nó nè. Cái này bằng cán đồng luôn ha. Bằng đồng. Đó. BH1 nè. Nó có BH1, BH2 nè. Đó, rồi. Cái này. Cái này là cái đầu vít này. Rồi. Cái này mấy anh chú mua cái bộ này là hơi bị quá yêu luôn, tại vì chưa bao giờ kiếm có cái đầu này, cái đầu này rất là khó kiếm. Đây nè. Nó nhiều đầu lắm anh chú nha. Cái này nó quá trời đầu. Nó dài nó ngắn. Ủa? Cái bộ này thiếu rồi mấy cha. Thiếu vít dẹp. Ủa đủ rồi mà. Có vít dẹp. À có rồi. Có cây vít dẹp. À đây BH2 cổ ngắn. À đúng rồi. Đúng rồi. Đó, mấy cái mũi vít nè. Anh chú không? Cái mũi mũi vít chưa xài nha, mấy anh chú thấy đẹp không? Đó, cái này là nó quá trời dài luôn nè. Nó gắn vô cái này là vừa trang luôn của nó nè. Đó, vô khớp luôn.
rồi dặn lại. Đó, quá im không? Hoặc là mấy anh chú gắn cây ngắn ha, nó có vít ngắn nữa nè, nè vít cộng ngắn nữa nè, quá đẹp. Rồi số 62 ha, 250.000. 63 thì hai cây này chỉ có là BH1 và BH2 thôi nha mấy anh chú. Đó, BH1 nè, BH2. Tôi ngắt rồi má. Sao cây này vệ sinh nó còn cứ ngắt à, giờ dặn nó không ra luôn rồi anh chú ơi. Ây da, đi dặn tới đây chắc chẹo cái răng mẹ nó rồi. Cái này để tiền coi lại cái cán này đi, chứ hoặc là không thì ai mà chốt bộ này thì tiền ra thay cái cán nha. Nói chung là phải dặn ok cho mấy anh chú rồi mới gửi hàng nha, thì tiền sẽ thay cái cán này. Cán này chắc nó bị chẹo răng à. Rồi số 63 200.000. 64 bữa nay từng lên được 2 bộ lục giác anh chú nha. Bữa nay mới soạn được 2 cây số 4. Lục giác này mới đầu lục giác cũng được, lục giác chưa xài luôn nè. Cái này 17 ha, 14 nè, 12 nè và 10. Đó, mấy cây này có 500 ha, có 500 nó hết nè. Lại để dưới cây cân á, để dưới cây cân nó hít lại á. Đó, 500 cực kỳ luôn, nó đủ số luôn á. Cái này 12, 10 ha, 8 nè, 6 nè, 8, 6 nè. Cái này 3 phần 16 nè. Cái này 7 phần 32 ha. Cái này cây 4 ly. Cái này cây 5 ly. Cái này cây 3 ly. Rồi hai cây này nhỏ nhất không có số nha. Đó, rồi số 64 150.000. 65. 65 cũng y vậy nha mấy anh chú. Đây ha. Y vậy luôn. Cũng đủ số y chang vậy á. 8 nè. 6543. Đó, cũng y chang vậy, 500 hết kỳ là mạnh luôn. Rồi, 665 là 150.000 luôn. 66 bữa nay được mấy con dao đẹp. Rồi. 66, dao này thì dao mới chưa qua sử dụng nha mấy anh chú. Đây. Phân đá nè, dao này thì nó rất đẹp, chui cán gỗ lục giác ha, lưỡi của nó là dài, nó 20.5 cm luôn nè, bản rộng của nó là 4/8 ha, dao mới chưa qua sử dụng, rất là đẹp, siêu bén luôn. Rồi số 66 là 220.000. 67 mấy cái dao này là hàng cũ mấy anh chú nha. Cái này là 15 nè, bản rộng của nó là 5/2 luôn ha. Cái dao này là dao thép, thép hay là thép 3 lớp. Đây, con dao đầu vuông. Cái này là hàng tiền mới vệ sinh thôi chứ không có mài nha. Mấy anh chú này, mấy anh chú về mài ha. Nó có một lớp thép đây, thép giữa nè. Đó, dao cán gỗ hết. Mấy anh chú về mài cà mài lại ha. Rồi số 67 190.000. 68 nè, 68. Đây, một con dao thép 3 lớp luôn, cán gỗ luôn ha. Cây này nó dài 16 năm, bản rộng của nó là 4/7. Đó, số 68 là 180.000. 69 nè, 69 cây này cái DB hay gì nè. Đó, thép 3 lớp luôn ha, cán gỗ nè. Cây này của nó là 16,
bản rộng là 4 phân rưỡi, dày. Đây, lưỡi lưỡi chưa mài nha mấy anh chú về mài lại ha. Mấy cái hàng thép ba lớp này chưa mài nhưng mà gờ vô lưỡi rất là sắc luôn, cán mẫu mà cán rất là đẹp nè. Rồi số 69 200.000. Số 70. 70 là con dao lóc. Con dao này hãng của nó đây, mà thép này là thép không rỉ mấy anh chú nha. Dao khâu cán liền nè, khâu nút cán liền ha, cán gỗ khâu liền đây nè. Thép này là thép không rỉ. Cái này là nó dài 24 cm ha. Cái tổ to này là 3 phân. Cái mũi chỗ này là cái mũi nó không còn nhọn chỗ này nữa nha mấy chú. Thép này là thép không rỉ. Cái đầu này là rất là dày. Cái này chắc dày hơn 2 ly, 2 ly rưỡi, gần 3 ly luôn. Rồi số 70 là 170.000. Số 71. 71 là con dao lóc luôn nè. Dao kiểu lóc mọc lóc xuống gì nè. Siêu bén luôn á. Tiền chưa mài gì hết nha. Đó, còn lớp đen nè mấy anh chú về mình mài lên ha. Lớp lớp thép nó dày. Dao này cán gỗ còn cứng luôn. Chữ anh chìm ha, chữ Nhật anh chìm luôn. Dao này nó dài 15. Cái bản của này tới nơi là 3 phân 7. Đó, thép 3 lớp. Cái này rất là dày. Cái này nó dày 4 ly. Số 71 là 140.000. Mình anh chú mài lại siêu bén. 72 là một con dao đề ba ha. Con đề ba này, con này của Đức ha. Con này dao của Đức, thép không rỉ nha. Thép không rỉ. Dao này còn gờ còn siêu bén. Mấy cái dao này là dao tuyển chọn, dành giật lỗ đầu chảy máu luôn mới được mấy con dao nè. Cái này 16.8. Bản rộng của nó là 4 phân 7, 4 phân 8, 4 phân 7. Đó, dành giật lỗ đầu chảy máu luôn được mấy con dao đó. Rồi số 72 là 260.000. 73 ha. Thép 3 lớp luôn. Lâu quá rồi không thấy lại mấy con dao này đúng không anh chú? Cái này 16 năm nè. Bản rộng của nó là 4 phân rưỡi. Mấy anh chú về mài lại nha. Nhưng mà gờ vô là thôi chưa mài mà đã bén ngót rồi. Tại không mài thì nó còn một lớp lớp đen á. Số 73 ha, 150.000. Rồi 74. 74 là cặp dao này ha. Cái này thép 3 lớp luôn. DB nè, chữ anh chìm luôn ha, thép 3 lớp. Dao này thì lưỡi nó còn nhỏ rồi. Cái này 16 năm ha, bản rộng của nó là 3 phân rưỡi. Rồi một cây gọt trái cây của Kai. Đó, Kai Made in Japan ha. Rồi cặp dao 74 này ha, 150.000, siêu bén luôn mấy cha. 75 mà mã cuối cùng ha. Có nguyên một cái bao luôn, cái bao da của nó. Cây chỉ là đựng cây gọt trái cây thôi chứ cái gì chứ. Nó cái này dòng của cây luôn nè, chữ in chìm luôn nha, Made in Japan nè, gờ vô nhám bén lắm luôn á. Dao này thì không có vệ sinh luôn, nhìn nó bẩn bẩn ha. Cán gỗ siêu bén, có luôn một cái bao da. Đó rồi, 75 100.000, kết thúc cái video ngày hôm nay luôn. Tiền xin cảm ơn mọi người đã xem kênh, ủng hộ xem kênh này hết, cho Tiền xin một like ha. Và ai chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật video tiếp theo. Tiền đang xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.